À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc với an như đạo Phật. À, mình ví dụ như à, mình đang sống một căn nhà rất là nghèo khổ. Nhưng mà mỗi ngày à, mình có thể à, niệm Phật và biết đủ sống bình an đây là đại phước báo nhất trong cuộc đời này đó quý vị nhớ nghe à, cái đặc biệt nhất là có thể hưởng được cái tâm bình an à, cái đáng sợ nhất là cái tâm bình thường bị bất an và sợ hãi à, nên à, à, tất cả phước từ tâm tưởng sanh thì cũng tất cả tội cũng từ tâm tưởng sanh hãy tin rằng mình gieo nhân thì sao thì mình gặt quả như vậy rồi, quý vị hãy nhớ kỹ chỗ này một trăm nên mỗi một người chúng ta phải nhắc mình suốt là bản thân mình không thiệt thòi cái này khó lắm không giỡn đâu tại vì mình có thể nghe qua nhưng mà khi thiệt thòi đến với mình nhiều quá bản thân mình sẽ không chấp nhận nên phải thường nhắc mình suốt luôn là mình không có thiệt thòi khi mình được nhắc suốt vậy thì bản thân mình mới giữ được cái tâm mình thấy mình không thiệt thòi. Nếu không mình thấy mình thiệt thòi là mình sẽ đi đấu đá hơn thua với người ta. Vì phải nhớ là có những người mình thấy người ta, thí dụ như người ta không thiện đi. Nhưng mà tại sao người ta giàu thiệt là giàu. Ta làm ăn cái gì cũng được, người ta giàu dữ lắm. Nhưng mà cái nhân cái quả nó, nó mình không có lường trước được quý vị ơi. Có khi mình thấy giàu thiệt là giàu, mình nghĩ rằng cái gia đình này giàu thì giàu ăn mấy đời ăn cũng không hết giàu dữ lắm ăn không hết đâu nhưng mà nó lạ lắm khi mà nghiệp quả nó đã đến rồi thì tự nhiên nó sụp đổ bằng một cách lạ kỳ rất là nhanh nhanh lắm luôn nó đụng cái gì là mình rớt cái nấy vậy đó nên cái nhăn cái quả nó, nó, nó ghê lắm nó giống như bản thân của mình mà lúc mình đương thờ mình giống như là hô mưa gọi gió, mình nghĩ là ghê lắm. Nó là mình mình nghĩ rằng là mình không sợ bất cứ ai đâu, mình thấy lực rồi tiền bạc vật chất mình mạnh mình sẽ không không sợ ai hết nhưng mà nó đáng sợ lắm, có khi không ai đụng mình đâu. Nhưng mà tự nhiên quả báo nó đã đến rồi thì khỏi ai đụng mình mất công nó đi. Thế thì ví dụ như bao nhiêu căn nhà người ta không sập, sập nhà mình. Bao nhiêu việc người ta làm ăn được mình làm ăn được tự nhiên cái việc của mình nó phải xảy ra vấn đề mà mình phải dính lan can phải chịu cái này mình phải tin á chứ không phải nói cái chuyện mà có những người người ta giàu sang phú quý người ta hô mưa gọi gió người ta làm điều ghê gớm đồ này kia mình thấy mình ngưỡng mộ cái đó cũng đáng sợ lắm nó dị đó nhưng mà nó không lâu nên có những con người mình cực kỳ thông minh luôn không ai qua mặt được mình hết. nhưng mà mình không qua mặt được nhân quả thật sự mình không qua mặt được nhân quả đâu càng học phật mình mới thấy đúng là tất, tất cả pháp từ tâm tử sanh mình gieo nhân gì gặt quả báo nấy nhưng đức tin 100% đã là con người thì có tâm phật Vì vị thương con người bị giúp con người bị cho con người ăn dù là con người đó họ không có tu hành bao nhiêu nhưng mà vì cái tin đi vì họ có tự tánh phật mà mình cũng có tự tánh phật mà mình lại phát tự tánh phật mình thương con người mà mình thương con người là chắc chắn mình phải có phước không nói dồn giống như bây giờ cái cái nghiệp của mình nó quá nặng cái phước mình mới tạo đây nó chưa đến thôi, còn có những người cái phước người ta quá lớn người ta người ta không có tạo gì bao nhiêu nó cũng đến ao 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 phước vậy đó, mà do người ta đã cực khổ người ta tạo dữ lắm rồi, giống như người ta có củ cải rất nhiều trong nhà, thì bây giờ người ta có bị mất số tiền người ta cũng vẫn còn củ cải. Còn mình thì trong cái nhà mình không có củ cái chứ Mình mình khỏi căng mắt mình cũng không có gì nữa Thì mình phải hiểu cái nhân quả Thấy không Chứ mình đừng có nghĩ Ôi Sao bao nhiêu con người người ta Người ta hung ác, người ta dữ dằn Để mà sao người ta làm ăn Phát đạt, người ta trúng số tùm lum Còn mình làm ăn lương thiện Cũng hiền hậu mà tại sao tai nạn cái ập xuống mình hoài Mình đừng bao giờ nhìn cái 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 bên ngoài đó mà mình buồn, mình chán Hoặc là mình đi làm ác theo người ta mình làm ác cho người ta là mình tiêu luôn á Tại vì cái ác của mình nó đã quá dày rồi Mình như làm ác thêm nữa Thì đời đời kiếp kiếp mình không ngóc đầu lên nổi Còn người ta thì cái thiện những đời trước tu quá lớn Phải tin 100% lời Phật dạy không có sai đâu Gieo nhăn thì gặt quả thôi Mình phải tin lời Phật dạy Đã có tâm bố thí thì giàu sang Chắc chắn luôn Đã có tâm đem cái tốt đẹp đưa cho người ta Phương pháp hay đưa người ta thì thông minh trí tuệ mình đã có tâm không sát sanh hại vật thấy ai bất an an tâm cho người ta thì chắc chắn là sức khỏe tuổi thọ kéo dài phật đã dạy là một trăm mình là người học phật mình phải tin nhân quả này thôi không có vi cái nhân quả này được quý vị không đá đổ được đâu chắc chắn quý vị luôn quý vị đừng bao giờ nản lòng ô tôi lúc trước rồi tôi giúp cho một người đó tôi tưởng nó họ tu dữ lắm cuối cùng họ không có tu hành gì chứ đúng là ổn thì ghê giúp những người đó có phước báo gì không phải đâu cái phước báo là cái tâm của mình cái tâm của mình nghĩ nó, nó nó thương người ta mình làm thì nó là tốt thôi còn người ta cái tâm người ta ác thì người ta lãnh cái 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 nhân ác thôi tại vì tất cả pháp từ tâm tử sanh thì cất, tất cả phước đức cũng từ tâm tử sanh nếu như mà mình có tâm thiện thì chắc chắn là nó phải có quả thiện thôi thật sự mà nói nhân lành thì quả lại sanh thôi còn cái nhân ác thì thì quả ác đến thôi. Mình phải tin vậy đi quý vị Đừng bao giờ đá đổ cái nhân quả Hãy tin nhân quả à? Nó thật sự Dù ai có giàu sang danh tiếng lớn cỡ nào Đá đổ nhân quả là nguy hiểm như lắm à, Thí dụ như mình có thể hưởng phước được ba đời bốn đời hai đời Nhưng mà mình đời này nhìn vậy đó Nhưng mà nó không lâu Nó khi mà đã sụp đổ rồi ghê lắm Chứ không phải đơn giản đâu Quý vị tin không tin diễn biết Nhưng mà ai đã từng nghe qua câu này Quý vị thử quý vị làm sai làm ác đi có khi quý vị có thể không ai qua mặt được quý vị Nhưng đứa con kế bên Nó xử quý vị Hoặc là cái người thăng cẳng nhất Quý vị không ngờ được nó xử quý vị Có thể quý vị có thể qua mặt rất nhiều người Nhưng mà chính cái người bị tin tưởng Họ lại qua mặt quý vị Và trắng ác quý vị Cái nhân cái quả nó làm cho mình Phải 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 giật mình sợ hãi á Chứ không phải chuyện dẫn đâu Quý vị hãy chờ xem cuộc đời 5 năm, 10 năm của con người vì hãy nhìn họ lúc trước 5 năm, 10 năm trước Họ kinh khủng luôn Hô mưa gọi gió 5 năm, 10 năm sau Có khi chính bản thân của họ không biết đi về đâu vì hãy nhìn 5 năm, 10 năm sau của đời người Vì sẽ thấy kinh lắm Đáng sợ lắm Nên con người dù mình nghèo nghèo Nhưng mình mỗi ngày được niệm Phật lễ Phật Rồi mình mỗi ngày Mình cứ làm thiện đi Đừng có sợ thiệt thôi mình cứ nghĩ có cái tâm thiện đi mình đừng có sợ thiệt thôi mình đừng có nghĩ rằng mình làm thiện mà nó được gì đâu đừng có nghĩ gì thật sự 100% trăm mới bị luôn hãy tin đi quý vị đời này quý vị mới làm thiện làm tốt đi đời quý vị nghèo nhưng quý vị không có khổ tâm nhưng mà lạ thay nghèo nhưng mà con cái bị nó lại ngoan cái này mới là phúc đức của con người mình ví dụ như mình nhìn có những gia đình đi người ta con cái nó ngoan ngoãn thương yêu lo lắng gia đình hạnh phúc mình nói công nhận gia đình có phước ghê nhưng quý vị nhìn có những gia đình giàu sang phú quý Nhưng nó không có cái phước đó Lạ thay nó không có cái phước đó quý vị Cái phước của cái người mà hưởng được ấy, Là cái phước bình an Chứ không phải là cái phước Mà mình hơn thua đấu đá đâu quý vị Cái phước mà hơn thua đấu đá Nó ghê dữ lắm Nó không đơn giản đâu Nó lấy lại cực kỳ nhanh luôn Nhanh lắm đó Nên những đức nó thật sự Bản thân những đức cũng là Cũng là có, có danh Chứ không phải chỉ đơn giản nhưng mà nó, nó, nó khi mà nó đã đến với mình rồi nó lấy lại mau mình nghĩ cái gì cũng bằng cái đức cái đức là thương người ừ. cái đức là thương người dù người ta có hại mình mình đừng có hại người ta thật sự giống như sắc ăn xét sắc ăn xét ăn sắc người ta hại mình cái tâm đó nó đã dính cái hại người ta quay lại quý vị nhưng mà người ta đâu có hại mình vì cái nhăn mình đã gieo hại người ta bây giờ nó hại mình thật sự mà nó nói gì nhân quả đó nếu như mình học phật mà nói sâu về nhân quả đó nghe quý vị một trăm phần quý vị sẽ hiền quý vị ai nói bị ngu ai nói bị thiệt thòi quý vị sẽ không có ngu không có thiệt thòi vì quý vị hiểu nhân quả thì sao mà ngu là sao thiệt thòi được nghe không thí dụ như bây giờ mình 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 giúp người ta nhưng mà người ta làm ác cái tâm mình giúp người ta mà chứ mình đâu kêu nó đi làm ác đâu mình đâu có biết công tâm ta nghĩ gì đâu thì người ta khổ mình thấy người ta khổ mình giúp người ta thôi chứ mình đâu có kêu người ta đi làm ác. Nhưng mà người ta đi làm ác đó là quả báo của người ta. Chứ mình đừng có tức. Mình đừng có tức mình nói mình tại mình 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 bị gạt đồ gì mình tức tối đồ lên. Nên mình là Phật tử, mình là người nghe đạo, không ai gạt ai đâu quý vị. 100% không ai gạt ai chứ. Tin chỗ này đi, thật sự luôn. Những đức tin 100% là không có ai gạt ai. Chứ. Không có ai thiệt thòi trong cuộc đời này chứ. Thấy không? Cứ là 5 năm, 10 năm sau Quý vị làm thiện đi, vị sẽ thấy Ờ. À, làm ác đi 5 năm, 10 năm sau Vị sẽ thấy mình, bây giờ chúng ta đương thời mình không tin đâu Nhưng mà đến khi bản thân mình đến rồi Bản thân mình phải tin đó Phải tin có khi 5 năm, 10 năm sau Mình nhớ lên, mình chợt nghĩ lại à, Có khi tỉnh lại mình nói Đúng hồi đó mình đã từng nghe Lúc đó mình nghe mình còn chữ cái ông đó luôn Ông nói chuyện tàu lao không? Nhưng mà nó sẽ có nó phải không có cái nhân với quả là bị vị, vị phải tin trồng ớt ăn ớt trồng cà ăn cà trồng cái gì thì mình sẽ ăn cái đấy à chắc chắn luôn đó nên những đức thấy rằng là những đức gieo cái nhân ăn tình của người khi những đức gặp sự cố có con người thương quý vị, vị ơi cái này là thấy rõ ràng luôn đó. nên hãy tin chỗ này đi đừng bao giờ cho mình thiệt thòi đừng bao giờ thấy mình thiệt thòi và đừng bao giờ tu duyên tu phước làm thiện mà khi quả báo đến tức Trách chờ, trách Phật, trách người Đừng có trách Có khi á, nó trả qua báo mà nó tránh quả báo làm sao Nên bản thân mình phải tin chỗ này Khi tin rồi là mình Con người mình nó an lạc, nó tự tại lắm Mà tiếp tục với lại sanh cái tâm thiện bị nhớ con người đương thời giàu sang Mình làm thiện Thật sự mà nói Đến lúc mà mình gặp sự cố Mình chửi ngược lại, mình tức cái nghe Là ghê lắm nhưng đến lúc mà mình làm thiện hết lòng mà mình vẫn gặp sự cố mà mình vẫn làm thiện đây mới là người tin nhân quả đó. tiếp tục mà làm thiện nữa nó lúc đó rồi nó sẽ chuyển ngược lại là cho quý vị một cái hạnh phúc bình an mà người giàu sang cũng không có được luôn giàu sang vẫn không có được nó con người mà thiết là giàu tiền bạc thiết là nhiều cũng chưa chắc hạnh phúc vì nó làm cho quý vị phải sự lo vì quý vị phải có cái tâm phải cố gắng giữ gìn và rất bận tâm nên cái hạnh phúc của nội tâm nó lại không có. Thật sự. Mà mình lại giấu đi cái khổ đau ở phía sau vì mình có danh có của nên bản thân của mình sẽ sợ người ta thấy được cái điều khổ đau của mình. Mình phải giấu nó, mình phải ép nó ra phía sau mình giữ lại. Nhưng mà cái niềm vui giả tạm mình đẩy ra phía trước để người ta thấy mình hào nhoáng và có tiếng tâm và có sự vui vẻ có hạnh phúc nó nhưng mà quay là vì sao thì là rất nhiều sự khổ đau mà sự khổ đau đó mình lại tích trữ còn cái hạnh phúc hào nhóm giả tạm thì mình lại đưa ra xài cho hết khi đã xài hết cái thứ đó rồi thì tức khắc nó sụp đổ hết tất cả những cái hào nhóm sự nghiệp giả tạm thế gian nó, nó giải quyết hết tất cả sự nghiệp thế gian nó xử, nó xử hết luôn và bản thân mình lại đi vào cái chỗ khổ đau luôn nó cái đó là cái đáng sợ của nhân quả lắm nên ta nói lưới chờ thì thưa nhưng khó lọt lắm đã là làm sai rồi thì định luật nhân quả không có tha cho mình nên bản thân của mình phải cố gắng phải điều chỉnh cái tâm lại những cái điều nghĩ ác nghĩ xấu muốn hại người phải điều chỉnh lại thật sự phải điều chỉnh lại từ bây giờ thật sự phải điều chỉnh lại chứ không thể nào giữ cái tâm ác được dù ai có ác ai có hại mình mình cũng không hại lại nên cái nhân quả ba đời trong nhà phật là dạy là sâu nhất dạy sâu nhất Bây giờ mình có đọc sách của ngài Khổng Lão Vũ Tử cỡ nào thì cũng là một đời ở thế gian. Nhưng Đức Phật thì dạy ba đời. Quá khứ, hiện tại, vị lai nên phải tin đi. Phải tin nhân quả của nhà Phật dạy. Nên quý vị đừng bao giờ cho mình thiệt thòi, đừng bao giờ thấy mình thiệt thòi nghe. Vậy thì quý vị sẽ sống tốt, sống hạnh phúc, sống đặc biệt. Thôi chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.